Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyễn Hải. Và hôm nay tôi mới ngủ dậy. Có chứ, tôi mới nghĩ được ra cái trò tròn đấy bạn. Tôi sẽ làm tôi xử quy sao nha mọi người. Nó thằng là ganh ma nhất trong nhóm. Đại của tôi chỉ nó được thôi. Còn mấy đứa nhỏ không dám chỉ nữa đâu. Bây giờ tôi sẽ cùng mấy đứa kia sẽ dụ nó ra ngoài hồng sen, sẽ xử nó ngoài đó mọi người. Bây giờ mình sẽ kêu mấy đứa nhỏ trước nha. Còn đầu tròn nó cái gì thì từ bạn sẽ biết. Đi thôi mọi người ơi. Đi kiếm mình quá. Là quy chỗ vô nãy tôi không điện đó. Để nghe nè mấy đứa. Dạ. Không điện thoại tối ngày. Nghe nè, nghe nè. Ê. Đúng rồi. Bữa nay thì có Nghĩa cũng y cũ nha mọi người. Nay anh Cảnh thì đi làm chưa về nên không quay được. Văn với Nghĩa với hai em cháu. Ê, cầm đi lát thử nó sao. Nè. Chút làm gì thì tự biết. Bây giờ đợi Quy ra mình sẽ ra chợ kiếm gì đó làm thực ha. Còn ngoài giờ kiếm mua con cá lóc vô mình nướng nha. Cái hầm sen nướng nha. Làm lẻ loi mình lên thì mấy bạn nè, các bạn nó có giấc mớ rồi nè, nó mới mua ngày qua đó. Nó cười quá. Thanh niên ra tới rồi mọi người, đây bộ đồ huyền thoại cho mọi người. Chỉ đâu mua anh cộng rồi, anh cộng bánh cam nữa trời, chắc lát cộng đầu nữa đó. Trời ơi, không bánh cộng làm gì hết trong miếng ai vậy bác kêu mời mọi người nha. Giờ anh với Quy sẽ đi ra chợ mấy đứa nhà chuẩn bị đồ nha. Chuẩn bị này kia thôi, không giờ mình không cần phải chuẩn bị bàn hết á, chuẩn bị gỗ này kia để ra ngoài hầm sen mình chơi thôi. Đây đây nè, mai bên đông bà nha. Hùng gán lửa mà Hùng dứt ghé ghé này mình hay bom không bom chỉ ba bữa mua gọi mua gì nữa. Nào tính làm gì vậy? Vậy. Nào tính làm gì vậy? Lóc luôn nè. Đủ. Thiệt. Thiệt không trời. Thiệt. Tôi đi chung với ông luôn nè. Tao đi chung mẹ mà mày điên gì? Ok. Tao đâu có làm gì mày đâu. Ok. Mình sẽ đi mua cá lóc nha các bạn. Gì vậy ba? Ê, 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 quay rồi, quay rồi, quay rồi, quay rồi. Gì ông nào không dắt xe ra đó. Cái cái cà 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 vớt bốt luôn cái gì. Ba lúc, ba lúc. Thánh thắng rồi. Ông Hải, ê. Tự nhiên cái chùi. Đi gan mày luôn á. Rồi. Chỉ vậy đó. Hai đứa chết, hai bà kia không có què hai mày nữa tiếu thiệt. Đúng không, hai hồi nó trơn phải không? Hai đứa con gái á. Mày kìa, mày trèo lên nạn cấp vừa. Còn rồi, người đó tao thấy hết trơn. Tại vì... Còn đứng làm gì? Còn mày á. À? Mày ăn cấp vừa tao lấy cái dao tao chặt. Còn hai nhỏ kia lo đứng lo cười không, không biết biểu diễn thì mày gặp mày đói với tao ha. Tao đóng phim nữa. Rồi, vậy là nó sẽ xem video này, nó sẽ nghe được là nhắc nhở của bà nè. Tao mà đóng phim nó có thể. Mua dao không? Nhận có nhân diễn viên đồ xuất sắc quá. Mua dao không? Mua cài quá, không có gì trơn. Chạy chạy chạy. Rồi cài quá, không có gì trơn. Nó cài quá, không học rồi nó chết. Trời, hai đứa này nó chơi. Thôi chạy chạy chạy. Thất thủ. Bữa nay thất thủ rồi bạn ơi bạn. Gặp cái dữ nữa. Gặp cái dữ không? Trời. Anh trách ta mong mong dài. À, cố bắt. Đây nè. Em nha. Má nữa kìa, cho má mát. Một lát mà ra máu hay sao. Cái này là nguyên cái gì? Bấm bấm hỏi cho lát quấn. Có đâu ông nội, cái này của ta bạn mắm mới riêng. Này thử miếng đi. Cái này nó thành nguyên tắc rồi, mới làm như cỡ cái ông thử mắm cái ông mới chịu. Ê ê ê. Cá đâu ông nội? Đây bạn, mình lấy con cá kìa. Trời ơi là trời. Còn gì để nói không? Bà nói, đi chợ mua con cá để gỡ chỗ bà bắn rau quên về quên cá luôn. Cá nghĩa. Ừ. Đựng rau dưới đó đi ra ngoài kia, thôi ăn đi. Ba nổi. Bịch cá đâu? Bịch cá đâu? Lấy bịch cá ra. Hai ông cháu làm gì vậy? Hả? Bữa nay nó sao luôn. Sao đâu á? Ăn xin chèo nhất. Rồi xong chưa? Đây nè mấy ba, đi ra ngoài hầm sen nè. Ủa? Anh yêu thương nhà em nữa à. Cứ ra xong rồi ơi.
Trời ơi. Con quỷ nhỏ. Làm gì vậy? Thôi nói gà của ta. Trong trường em ngày nào cũng vậy, suốt 3 tháng liền trong năm ngẫm nghỉ buồn có mà chồng chạy còn cả nhà chạy tới đó gặp ông giàu giỏi rồi. Bạn nhớ bé đâu bạn? Thằng bé này đã gắn liền trong YouTube mình trong vòng lúc mà mình còn ăn đậu bạn mới trò chuyện biết đi mọi người. Đây là bé của mình bạn. Tới hôm sáng rồi mọi người ơi, đây là cam sen của mình đây. Giờ mình sẽ bắt đầu cái đó ngay rồi lát mình làm thì mình sẽ thử con quy sau nha mọi người. Giờ bắt đầu kêu đó xuống dưới thôi. Gì tập? Gì vậy? Chị. Sao đồ cao? Sân. Chí lại lăn xuống á. Sân, đeo vô con. Ờ, xuống dưới. Mày cầm đi. Đeo dưới đây con chọt cái. Cầm với cháu nội mày đi. Xuống. Ê, Hải ơi. Cái món tuổi thơ của mình nè. Món gì? Nhãn lầm. Thù lù, ai cho tao? Ăn nghĩa bỏ mà. À, không có đâu. Có câu nói là thù lù ai cho tao sờ cho cái thù lù. Rồi vậy đi. Cho nhãn lọc nữa bạn, tuổi thơ nữa bạn. Ừ, cha. Đây nấu đậu lúc. Rồi nước ở đâu vậy? Nước đó. Rồi ok đi. Bây giờ kiếm củi. Mọi người hỏi tao điện cho nhà tao coi. Rồi. Gọi điện cái. Không đâu. Đi tao đem hỏi tao đâu. Mấy đứa ơi, ở giờ nè, kiếm củi đi. Alo. Đi kiếm củi đi chứ. Đây có cái lợi của ai kìa. Alo. Có ốc nè. Nó xong nghe máy kìa. Ê, ốc quắn nè nãy. Điện thoại bị hư cái gì á. Alo. Nghe không nghe máy kìa. Ngồi không nghe máy mà không alo hoài. Chú quần gì? Người cười hỏi có ốc nè, có ốc làm gì? Mới làm gì mấy đứa? Rồi trời quăng tính bơ trời. Đây ốc nhiều lắm rồi chứ ơi. À, cố bắt. Ai út đi mà. Lạ chợ gì vậy trời? Lạ chợ gì vậy trời? Trời ơi cho mò đây. Điện mất máy, tức quá. Ở đây nè. Đó nè. Tao thấy ông Dục ở đó. Lại có nội ba lại. Tới luôn trời. Mà nổi chợ. Đang đây nè, sao đít nè. Nè, sao đít mày nè. Hả? Sao đít mày á. Bà cố điện á, điện không về bắt máy chân. Xuống mò đi ra là không nổi đó. Mẹ. Bà cố điện thoại giỡn, điện bắt máy chân. Hơn gì nữa. Bà cố bắt. Bên đây nè. Trời ơi. Lấy lại thôi, giúp nước kìa. Là kìa. Trời ơi. Là trời. Mời thử chết mẹ. Chảnh cho chúng mày. Ngồi mày, mày mò đi chứ ai mò tiếp mày giờ. Ở đây nè. Ẩm thực cho nó giờ. À cứu. Đánh thằng nó chờ. Ai là ơi. Trời tao hết biết nói gì luôn. Giờ gắn lò đi, đây tới tối còn dài đó. Đây. À, lấy lên cái đào lên chém hại kìa. Chúc mừng.
Rồi xuống ngoài đó ta. Má. Ôi kìa trời. Trời ơi là trời. Tối giờ. Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi. Má tức. Trời ơi. Tức má sao? Nó lạo luôn, nó lạo luôn. Giờ tao biết nói gì. Má có điện thoại coi như tao chết. Má có điện thoại coi như tao chết. Trời mày đi chứ. Để bắt luôn. Ê, con ngó nè bay, bắt lên nó cầm. Đây. À, cố bắt về mò kiếm đâu bỏ đi lên đi. Bỏ ông lại à. Bỏ đi. Ủa, cố lo cái điện thoại em lo. Trời ơi. Được sao? Để mất máy nữa. Mà nhà mò lấy điện thoại rồi sao? Trời ơi, ta chơi độc hành quá. Gắn mò đi, đây tới chiều còn dài. Cái đau rồi. Đây nè, đến đây nè. Cái đau ơi. Chưa đau Quang Vũ ơi. Cố bắt tao hết được chặt đâu. Trời ơi là trời. Mà sao? À, trời ơi, ta dục hầm mà. Trời ơi, tiền ông dục hầm cho. Nói thứ nữa coi. À, dục thôi ta. Ai tao biết cho mỏ đâu. Đây nè. Cái gì vậy? Bắt xe núi. Có chưa? Có cái quần què dưới này nè. Lên đi chạy thổi chó đi bay. Sao? Chạy thổi chó. Một ngày luôn ông. Cái mặt chú ngột. Má con hỏi rồi tức. Giờ sao? Lại 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 lại. Má mày biết gì sao? Ê, nghe nè. Chiều nay mấy đứa nè. Trời trời cho nhỏ nghiệp nhỏ lên mũi. Chiều nay mấy đứa giờ coi chằng cái mấy nhà là nhà cửa là hết đi. Dạ. Rồi cái gì? Chỗ này nó không quạo mà trời mưa đó, thiệt. Kiếm dép kìa. Má cầm cổ đau lên rồi kìa. Đây 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 đây. Chào. Anh được, anh được, anh được, anh được, anh được. Xuống luôn cá, xuống luôn cá. Mày sao? Rồi thôi anh được, mình xuống đây. Nó chạy không lợi tao đâu. Xuống luôn cá. Tao. Tao. Cá rồi sao? Mới làm cái đường tận của anh không được chặt. Không làm gì đâu. Anh cứ bình tĩnh. Con cá rồi sao? Làm sao? Lên đây rồi, lên cổ gì đâu? Cá. Túi. Túi. Dùng như là dùng như hầm lại. Cũng quá, tôi với hầm với mình mãi thú quắc luôn à. Thôi bấm mũi con này sao? Âm thật, âm thật, để xuống thật. Ờ nghĩ à. Vô mẹ nó đi âm thật của thằng què vậy. Cách mẹ tao. Chút xíu nó bị lát luôn á. Chiếc này bị hầm ẩm thật nè. Không có ẩm thật quần què chứ chân kìa. Bây giờ mày sao? Vô lại bà ơi bà. Má chui hầm mò bà chết mẹ ơi. Thôi đừng thoại đi tao giữ trên nè. Rồi đâu? Má dục dưới nữa rồi. Rồi dục dưới vậy. Má dục dưới rồi. Cái này dục thiệt á. Mày mà thao, cầm cái mũi luôn rồi thao. Mặt thấy đưa nghèo quá rồi, cái mồi mò quét liệt cái sao? Vô đi, vô đi, vô. Nhà lắm thật rồi còn sao? Vô thay đồ đi, thôi bị lát á. Làm thật nè, đi miếng rượu nè. Mồi miếng thật nè. Kệ nè. Nói cầm cái dao rồi mày trước đi. Như là miếng thật nè anh. Như là miếng thật nè. Vô luôn rồi. Ê giờ hoài. Ê giờ sao đây? Sao xin? Làm ơn mày một sáng chắc rồi. Thôi vô nhà nước. Trời vô tụm nước vô bay. À cố bắt cá xình luôn các bạn. Sớm giờ. Thật lừ luôn rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem video mình có hay lại lại chưa? Ok, mình hiểu giảm quả các bạn. Ok. Giảm quả. Ok.
giờ mình để đúng giờ đây bạn. Mà má chết chùm. Mấy tại sao mình né sao? Mẹ mình giờ cái mình già thúi lắm. Mình dám lại gần ai chừng đó mình né ra. Bạn xem video của hai đời cho mình một like, một share và subscribe kênh và nhấn một cái chuông đừng có gì mới nhất nha các ba mọi người.